ý nghĩa cúng giao thừa, cúng trong nhà ngoài trời đúng cách. Ý nghĩa cúng giao thừa được lưu truyền ở Việt Nam và một số nước châu Á từ xa xưa, đó là nghi thức trang trọng trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để chào đón những điều tốt đẹp. Không phải ai cũng biết nên cúng giao thừa trong hay ngoài trời mà cúng sao cho đúng. Giao thừa có nghĩa là cũ giao lại, mới tiếp lấy. Như vậy, giao thừa chỉ thời gian của năm cũ hết và năm mới bắt đầu. Ở các nước phương Tây và phương Đông đều xem đây là một thời khắc quan trọng. Người dân ở mỗi nơi sẽ có một cách chào đón Tết năm mới rất riêng. Giao thừa cũng là thời điểm trời đất giao hòa, vạn vật sinh sôi và bừng sức sống. Thế nên, hầu như tất cả các gia đình Việt đều xem đêm giao thừa là quan trọng nhất trong 3 ngày Tết. Nghi thức cúng giao thừa cũng là nét đẹp của văn hóa được gìn giữ từ hàng nghìn năm qua. Nghi thức cúng giao thừa hay còn gọi là cúng trừ tịch được coi trọng ở các gia đình Việt. Lễ cúng được tiến hành vào giờ Chính Tý, tức 12 giờ đêm ngày 30 tháng Chạp. Thông thường, chỉ những người đàn ông trong nhà mới phụ trách việc thắp hương làm lễ. Đây cũng là một điều mang đậm nét văn hóa Á Đông. Khi nam giới đại diện cho chinh khí là trụ cột của gia đình, ý nghĩa của cúng giao thừa là bỏ hết những điều xấu của năm cũ, đón những điều tốt đẹp trong cả gia đình. Bởi giao thừa của năm âm lịch được xem là thiêng liêng, vì vậy ý nghĩa cúng giao thừa ngoài trời để các ông chứng giám lòng thành kính của gia chủ. Từ xưa, tại các thôn xã thường lập hương án nơi sân đình để làm lễ trừ tịch, đó là lễ dâng hương và giây phút chuyển giao giữa thời khắc của năm cũ và năm mới. Vị cao niên trong thôn sẽ thay mặt thắp hương làm lễ, xin các vị thần linh phù hộ cho cả thôn một năm mới bình an, hạnh phúc. Bên cạnh đó, ý nghĩa của cúng giao thừa trong nhà cũng rất quan trọng, vì người Việt cũng tin rằng mọi điểm hay giờ xảy ra và vui phút chuyển giao của trời đất có liên quan tới mọi sự hay giờ của cả năm mới. Cúng giao thừa sao cho đúng? Như trên đã phân tích, ý nghĩa của cúng giao thừa rất quan trọng để đón may mắn và những điều tốt đẹp. Gia đình luôn hạnh phúc, thuận hòa, cần cúng cả ngoài trời và trong nhà theo phong tục truyền thống, cần làm hai lễ cúng riêng. Khi đến giờ, thực hiện nghi lễ cúng giao thừa ngoài trời trước nhằm tiến quan hành khiển cũ, đón quan hành khiển mới. Mâm lễ cúng ngoài trời được bày lên bàn trước cửa. Người chủ sẽ thắp hương đèn, rót rượu, rót trà và đọc văn khấn. Sau khi cúng ngoài trời xong, sẽ cúng giao thừa trong nhà. Mâm lễ cúng được bày lên bàn thờ hoặc bàn riêng trước bàn thờ nếu có nhiều món. Dân gian cũng quan niệm không được quên thắp hương cúng thần bếp, bởi ông thần là vị thần cai quản mọi việc trong gia đình. Lễ cúng giao thừa ngoài trời ở tất cả các miền tương tự nhau nhưng đều đảm bảo trang trọng và ý nghĩa của cúng giao thừa được trọn vẹn. Mâm lễ cúng có gà trống tơ luộc hoặc thủ lợn luộc, bánh chưng, vàng mã, hoa tươi, trầu cau, rượu, trà, đèn và nến và một chiếc mũ chuồn hàng mã. Đối với lễ cúng trong nhà, mâm cúng trong nhà, mỗi miền sẽ có những món đặc trưng riêng. Mâm cơm cúng giao thừa của các gia đình miền Bắc là những món ăn truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán. Số lượng thường là 4 bát, 4 đĩa, 6 bát, 6 đĩa hoặc 8 bát, 8 đĩa. Tùy vào từng gia đình cũng như miền Bắc, các gia đình miền Trung thường chuẩn bị những món ăn truyền thống vào dịp Tết để cúng giao thừa. Mâm cơm cúng giao thừa của gia đình miền Nam đơn giản hơn rất nhiều so với miền Bắc hay miền Trung. Thông thường các gia đình chuẩn bị một số món ăn quen thuộc, không chỉ chuẩn bị hai mâm cỗ cúng giao thừa ngoài trời và trên bàn thờ trong nhà, một số gia đình còn làm mâm cỗ cúng ở bếp để cung thỉnh thần bếp phù hộ cho gia đình no ấm trong năm mới. Mâm cỗ này chỉ cần một số loại trái cây như na, táo, đu đủ chín, thăng long, sung, ớt, gạo, muối. Theo quan niệm dân gian về ý nghĩa của cúng giao thừa, sau khi cúng xong, qua giao thừa, muối ớt sẽ được đem ra đường để xua điều đen đủi, xui xẻo, còn đu đủ chín, bổ ra ăn hết. Gạo mang đi nấu cơm để cúng vào sáng mùng 1 và mong ước một năm sung túc no đủ. Riêng quả sung sẽ được treo lên một chỗ trang trọng ở bếp để mong một năm mới sung túc no đủ. Nghi thức cúng giao thừa có thể thực hiện từ 23 giờ ngày cuối cùng của tháng Chạp, tức 29 hoặc 30, đến trước 1 giờ ngày mùng 1 tháng Giêng. Thời gian này cũng là khi quan hành khiển cũ, bàn giao lại công việc cho một năm mới. Nếu sớm hơn hoặc chậm hơn thời điểm này, ý nghĩa cúng giao thừa sẽ không còn. Ngoài ra, trong đêm cúng giao thừa, các thành viên trong gia đình cũng lưu ý hòa thuận, tránh cái vã, to tiếng, bởi quan niệm dân gian rằng như vậy sẽ bất hòa cả năm. Mọi thành viên không được tạo tiếng động lớn, rơi vỡ để tránh điều không may. Ý nghĩa cúng giao thừa được người Việt xem trọng. Đây cũng là một nét văn hóa đẹp của cha ông ta gìn giữ nhiều đời. Vậy nên, các gia đình cần chú ý để một năm mới được may mắn, bình an.